Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh của Hưng Trích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về 10 công dụng đối với sức khỏe của lá ớt. Thì chúng ta đều biết là sức khỏe là một vốn quý và vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Khi mà có sức khỏe thì mình có thể lao động làm việc, sáng tạo, tạo ra của cái vật chất hoặc là những cái sáng tạo mới cho nhân loại. Nhưng mà khi mà không có sức khỏe, chúng ta nằm một chỗ thì lúc đấy thì chúng ta sẽ không còn cần gì nữa, mà chúng ta chỉ muốn khỏe mạnh. Khi mà đã ốm mệt thì chỉ muốn là làm sao mình nhanh khỏe lại thôi, chứ còn lúc đấy thì tiền bạc hay là những cái gì khác mà mình cũng không cần. Thì cái lá ớt ấy thường là mọi người sẽ không dùng, nghĩ là nó không có tác dụng gì, nhưng thực ra khi tìm hiểu thì mình thấy là nó có rất nhiều tác dụng. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn 10 công dụng rất tốt đối với sức khỏe của lá ớt. Thì trong đông y, lá ớt là một vị thuốc có nhiều công dụng trị bệnh hiệu quả, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nội tiểu, rất tốt cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết. Đối với nhiều người thì người ta rất quen thuộc với lá ớt trong bữa ăn, tại vì người ta biết cái công dụng của lá ớt. Thậm chí là mọi người còn biết quả ớt là một loại dược liệu vô cùng tốt, nhưng ít ai biết là lá ớt cũng có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe. Thì cái công dụng đầu tiên của lá ớt đấy là tốt cho người bệnh tiểu đường. Chúng ta có thể nấu canh lá ớt với lại tôm, thịt, giúp bồi bổ cơ thể. Ngoài ra thì món này có lợi cho những người bệnh nhân là đái tháo đường. Thì canh nấu từ lá ớt thì sẽ có vị cay nhẹ và hơi đắng, nhưng mà khi ăn thì sẽ giúp người bị bệnh tiểu đường ổn định cái lượng đường ở trong cơ thể, giúp người bệnh là nhanh ổn định lại được cái lượng đường. Thứ hai là lá ớt sẽ có tác dụng giải độc. Thì lá ớt có tính chống nhiễm khuẩn, có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng bị ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra nó còn có khả năng là chữa lành chứng rối loạn da bệnh nấm hoặc là chấn thương. Thì tức là khi mà mình bị ngộ độc thực phẩm đấy, thì mình lấy lá ớt giã và uống vào thì nó sẽ giúp cơ thể nhanh đẩy được cái độc tố ở trong người ra. Thứ ba là phòng ngừa bệnh tim mạch. Thì lá ớt rất giàu hóa chất thực vật phytochemicals và các phenolic acid. Thì các chất này có tính chất kháng oxy hóa rất cao, có tác dụng là tăng cường hệ miễn dịch và làm giảm huyết áp, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Thứ tư, công dụng thứ tư của lá ớt đối với cơ thể người đó là hỗ trợ tiêu hóa. Thì những nghiên cứu mới nhất cho thấy là lá ớt có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu ở trong cơ thể, làm hạn chế sự tăng trưởng của các loại vi khuẩn do ô nhiễm thức ăn và bảo vệ màng dạ dày trong những trường hợp bị nhiễm khuẩn ở trong dạ dày. Thì là khi mà mình ăn lá ớt vào thì nó sẽ giúp nhanh lành cái diệt khuẩn và nhanh lành cái vết thương do vi khuẩn tạo ra. Thứ năm là chữa đau nhức. Thì dùng vài lá ớt có kích thước lớn cho vào chảo, bỏ thêm dầu ô liu vào đảo đều. Khi dầu vừa ấm thì vớt lá ra và dùng lá ớt ấm này đắp vào chỗ xương đau như khớp, cơ, sẽ giúp cải thiện tình hình. Tức là khi mình bị đau xương hoặc đau cơ thì mình có thể lấy lá ớt và cho lên chảo đảo với dầu ô liu. Khi mà cái dầu nó vừa ấm, nó làm cho cái lá ớt nó ấm lên ấy, thì mình lấy ra và mình đắp vào cái nơi đau thì nó sẽ làm giảm đau, chứ không phải là mình không được đảo quá chín thì nó sẽ bị cháy lá. Công dụng thứ sáu của lá ớt là chữa mụn nhọt, đinh độc và vết thương. Cái công thức để làm cái phương thuốc chữa mụn nhọt và đinh độc bằng lá ớt là lấy lá ớt, lá na, lá bồ công anh, lá tử vi, lá táo, mỗi thứ từ 10 đến 20g, đem rửa sạch, giã nát cùng ít muối rồi đắp vào vết thương hay mụn nhọt đầu đinh. Hoặc lấy lá ớt, cành xương rồng bà có gai, lá mồng tơi, mỗi thứ từ 5 đến 10g, giã nát đắp vào nơi mụn nhọt, ngày thay thuốc một lần, đắp đến khi nào mà nó hút hết cái nhọt cái mụn ấy ra thì thôi. Công dụng thứ 7 của lá ớt là chữa tai biến mạch máu não.
Thì lá ớt là loại ớt, lá ớt mình phải lấy cái lá ớt chỉ thiên ấy, đem giã nhỏ, thêm nước và ít muối, chắt nước cho người bệnh uống, bã đắp vào răng sẽ tỉnh. Đấy, lấy 100g lá ớt chỉ thiên này, chú ý là loại già thì sẽ có tác dụng tốt hơn là lá non. Cho lá vào máy xay với 500ml nước, đun sôi để nguội và 2g muối, lọc phần nước cho bệnh nhân uống. Phần lá ớt thì đắp vào răng sẽ giúp bệnh nhân chóng hồi phục. Đây là tác dụng chữa tai biến mạch máu não của lá ớt cho những người bị tai biến. Công dụng thứ 8 của lá ớt là trị đau lưng cho bà bầu. Tức là những cái phụ nữ mà khi có bầu đấy thì thường là sẽ hay bị đau lưng. Thì mình sẽ dùng lá ớt rửa sạch, giã nát rồi đem sao nóng, thêm rượu trắng vào rồi sao tiếp. Sau đó trộn với rượu trắng rồi bọc trong một chiếc khăn mỏng hoặc túi vải, chườm lên phần lưng bị đau, xoa đi xoa lại nhiều lần, mỗi ngày làm một lần, làm liên tục chỉ trong vòng khoảng 2 tuần thì chứng đau lưng sẽ hết. Nếu lá ớt đã nguội có thể tận dụng lại 1-2 lần, đem sao nóng lên dùng lại vẫn hiệu quả. Tức là mình có thể dùng đi dùng lại nhiều lần chứ không phải mỗi lần phải bỏ đi ngay. Tác dụng thứ 9 của lá ớt là bảo vệ mắt. Thì ăn ớt cay có thể làm bạn chảy nước mắt. Tuy nhiên ớt có rất nhiều tiền chất vitamin A như cà chua, và lá ớt cũng vậy. Có nhiều chất dinh dưỡng và vitamin như là vitamin C này, tiền vitamin A này. Thế nên là nhờ vậy nên là nếu mà mình ăn lá ớt thì sẽ rất rất tốt cho mắt. Nó làm giảm, làm chậm sự lão hóa của mắt, tức là mình sẽ không bị mờ mắt nhanh. Tác dụng thứ 10 là của lá ớt là chữa rắn rết cắn, côn trùng đốt. Thì có thể dùng lá ớt tươi lượng vừa đủ giã nát đắp vào vết cắn sau 15 đến 30 phút. Nếu còn đau nhức thì mình có thể thay lá mới, tức là lấy thêm lá mới đắp giã ra và đắp vào thì nó sẽ làm hóa giải cái độc tố mà con rết cắn vào cơ thể mình. Đây, trên đây thì là 10 cái công dụng của lá ớt đối với sức khỏe của con người. Thì mình rất rất mong là nó sẽ giúp ích cho các bạn, đối với những cái người mà chưa biết hoặc là các bạn nào chưa tìm hiểu về cái lá ớt mà thấy người nhà mình có thể là bị bệnh đái tháo đường này, hoặc là bị mắt mờ này, hoặc là bị hoặc là vợ mình có bầu này, thì khi mà mình thấy có những cái triệu chứng, những cái cơn đau như thế này thì mình có thể dùng lá ớt để hóa giải nó. Thì ngoài ra thì trên cây ớt ấy, cái quả ớt và cái rễ ớt nó cũng có rất nhiều công dụng, nó có tác dụng đối với cơ thể mình. Đây, như là quả ớt thì theo y học cổ truyền thì quả ớt có vị cay, tính nóng thì có tác dụng dẫn hóa, tiêu đờm, làm ấm bụng, thông kinh lạc, giúp dễ tiêu sát trùng, hạ sốt và điều trị tiêu chảy hắc loạn. Thì để mà làm vị thuốc từ quả ớt thì rất đơn giản nhé. Bạn uống 0,3 đến 1 gram bột ớt mỗi ngày. Cái bột ớt thì bạn hòa vào với nước vo thành viên và uống vào trong cơ thể. Bên cạnh đó thì cồn ớt tươi, tức là mình sẽ lấy một phần ớt, hai phần cồn, cái cồn loại cồn 33 độ đấy. Thì mình hòa trộn vào với nhau để dùng trong điều trị đau lưng, đau dây thần kinh do thấp khớp, bạn nhiệt, thông phong. Thì tức là khi mình đau lưng thì mình sẽ dùng ớt với lại cồn mình giã, ớt mình giã lát và mình trộn với cồn mình đắp vào cái chỗ đau lưng đấy, để cho nó làm thông kinh mạch, hỗ trợ điều trị đau lưng. Còn rễ ớt thì rễ có tác dụng là hoạt huyết tan thũng, được dùng trong điều trị đau bụng kinh niên bằng cách lấy rễ ớt này, rễ chanh, rễ xuyên tiêu mỗi loại 10g sao vàng sắc uống trong ngày. Tức là ba loại rễ ớt, rễ chanh và rễ xuyên tiêu mỗi loại 10g, sau đó các bạn trộn lên sao lên và sắc uống, đun thành nước uống trong ngày ấy, thì dùng điều trị cho những người bị bệnh kinh niên. Đây là trên đây là toàn bộ kiến thức mà mình tìm hiểu được về cây ớt, từ lá ớt, quả ớt và rễ ớt đều dùng để điều trị bệnh được. Thì để tránh việc lạm dụng thuốc tây, mình có thể dùng những cái vị thuốc nam, những cái cây của ở sẵn xung quanh mình để tránh ảnh hưởng đến cơ thể lâu dài. Mình rất mong là những cái kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn trong đời sống hàng ngày.
Nếu thấy bổ ích thì các bạn có thể like, share và đăng ký kênh của mình để mình tiếp tục những ra những video tiếp theo nói về những kiến thức bổ ích cho sức khỏe, giúp mọi người có một sức khỏe tốt để làm việc được thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chào tạm biệt.